Ngọc Lan Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc. Chào Chí Tâm. Chí Tâm xin kính chào tới ngồi đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Lan Thanh. Hôm nay mình sẽ đến với quý khán thính giả qua cái đề tài gì đây Chí Tâm? Hôm nay thì mình sẽ đến với quý khán thính giả qua đề tài cách viết bài vọng cổ. Bài vọng cổ là một bài nhạc khá là phổ thông ở trong bộ môn cổ nhạc. Từ đàn ca tài tử cho đến cải lương, đâu đâu dân của mình cũng thích nghe vọng cổ. Hầu như ai cũng biết bài vọng cổ gốc từ bài Dạ Cổ Hoài Lang 20 câu nhịp 2, từ là từ Phu Tướng do cố nhạc sư Sáu Lầu, tức là ông Cao Văn Lầu sáng tác, gốc tích từ hoàn cảnh gia đình của ông Sáu Lầu. Chỉ vì vợ chồng ông sống với nhau trên 3 năm mà không có con nối dòng, cho nên theo tục lệ ngày xưa, gia đình buộc ông phải đi cưới vợ khác. Mục đích chỉ là muốn kiếm cháu thôi, mà đành gây khổ cho hai người. Có cái khổ nào bằng khi người ta yêu thương nhau mà bắt phải chia lìa? Rồi từ những nhớ thương đó mà ông mới cảm tác ra bài Dạ Cổ Hoài Lang. Mà lạ quá chứ Tâm, tại sao ông Sáu ông nhớ vợ mà lại đặt Dạ Cổ Hoài Lang? Tại sao không là Giọng Thê Dạ Khúc hay là Nhớ Vợ Hiền gì đó? Bởi vậy mới lạ. À, cái này chắc là ông Sáu suy bụng ta ra bụng người đây nè. Lòng mình nhớ vợ, mình suy ra chắc là vợ mình cũng nhớ chồng lắm đây. Nhưng mà qua một vài tư liệu nói rằng ông Sáu chỉ làm ra cái dòng nhạc thôi. Nghĩa là làm cái melody, còn cái lyric là do người khác đặt lời trên nền nhạc 20 câu của ông Sáu Lầu. Giả thuyết này thì chưa có người kiểm chứng. Thì cũng giống như là nhạc sĩ Trúc Hồ vậy đó, làm ra nhạc rồi soạn lời đó là anh Trầm Tử Thiên. Phải không? Có một số bài tân nhạc mình thấy như vậy. Đúng đó. Rồi, cũng có một số bài tân nhạc có người viết nhạc rồi xong có người làm lời riêng hay là phổ nhạc từ thơ vân vân. Bây giờ là thế hệ của mình cho nên mình biết được, chứ còn chuyện ngày xưa thì biết hỏi ai đây. Với lại ngày xưa mấy ông bà mình không có màng danh lợi, vì hễ có danh là có lợi, nên từ đôi của Việt Nam lúc nào cũng có. Chữ Việt Nam cũng vậy, dân tộc Việt ở phía Nam nên từ đôi mới ghép lại là Việt Nam. Vì ông bà mình không màng danh lợi nên không cần đề tên tác giả. Trong nhạc dân ca hát lên thì có ai biết tên tác giả đâu. Chắc là thế hệ thời đó thì biết, nhưng mà khi dân ca được truyền lại cho đến 100 năm sau, không còn ai biết đến tên của tác giả nữa. Tam sao thất bổn, có khi chép này chép xong bị mất tên của người tác giả luôn. Tinh thần khiêm tốn của ông bà xưa thật là đáng trân trọng, vì khi mình không đặt nặng vấn đề danh lợi vật chất thì ai có lấy bài của mình sử dụng mình cũng hoan hỷ, không có tranh chấp thưa kiện để đòi cho được tiền bản quyền. Như ngày nay thì mọi sản phẩm làm ra đều được cầu chứng luật bản quyền để bảo vệ quyền lợi cho cái người đã nặng ốc, môi tim, bỏ ra chất xám để làm ra tác phẩm đó. Soạn bài đàn, viết bài ca, khi xưa thì ông bà mình bên phía cổ nhạc đâu có biết viết son phe, chỉ biết có hò sự sang xây cống thôi. Mà truyền thần lại cho học trò. Viết bài ca đó là cả một nghệ thuật. Bộ môn tân nhạc cũng có luật viết của nó. Rồi bộ môn cổ nhạc thì rộng rãi hơn. Vì cũng ở trên cái nền nhạc cổ đó mà ta dùng đi dùng lại. Nhưng mà ca từ thì soạn giả đặt khác đi. Ví dụ như chỗ đó dứt về chữ liêu, tức là cái chữ không dấu mà người viết viết dấu huyền cũng được. Thì người hát phải ghé về cung họ thôi. Thí dụ như là dứt cái câu 6 về liêu mà soạn giả viết cái dấu huyền đây nè. Mẹ già khuất bóng ngàn dâu, biết ai lao hộ dòng châu thâm tình. Thấy không? Chữ cuối có dấu huyền thì phải hát về hò thôi. Nếu mà câu đó là sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh ban chiếu trọn đời không phai. Là chữ không dấu cho nên phải hát ghé về cái cung liêu. Khi mà người kép hát thì lòn xuống cái chữ trọn đời không phai. Còn đào hát thì phải chồng lên một bát độ nữa. Trọn đời không phai. Đúng rồi, đúng rồi.
người nữ mà hát dây kép thì chồng lên một cái bát độ, thì có cái hơi chồng thì nó sáng bài hơn, sáng cái giọng ca hơn. Trở lại với cách viết của bài vọng cổ thì trước hết ta phải biết về 20 câu dạ cổ Hoài Lang. Câu 1, dứt cống. Từ là từ phú tướng là dứt cống. Họ sư sang dây cống. Câu 2, dứt về sang. Bảo kiếm sắc phong lên đàn. Rồi câu 3 thì dứt hò. Vào ra luôn trong tình chàng. Câu 4 cũng dứt hò. Năm cánh mơ màng. Dứt về nhịp ngoại. Còn câu 5 thì dứt xề. Chẳng hạn như em luôn trong tình chàng. Câu 6 về liêu. Ôi gan vàng quặng đau ý a. Nhịp ngoại. Cái chữ ý a đó là do nhịp ngoại. Nếu mà chúng ta hát mà không có chữ ý a, nó sẽ rõ nét của nhịp ngoại hơn. Chẳng hạn như là ôi gan vàng quặng đau. Còn ý a nó vô nội trở lại rồi. Đó. Rồi tại sao bây giờ người ta không có ca câu 7? Người ta thường nói là tôi rành 6 câu giọng cổ lắm đó, chứ không có ai nói là tôi rành 7 câu giọng cổ hết á. Tại vì câu 7 là trùng với cái câu 1. Câu 8 là trùng với câu 2. Chẳng hạn như câu 7 dứt cống luôn nè. Đường dù xa ông bướm thì giống phu tướng. Là công, trùng lại câu 1. Còn câu 8 dứt sang là xin đó đừng phụ nghĩa tàu ca. Giống câu 2. Về sang câu 2. Còn câu 9 mới là đặc biệt là dứt chữ sự. Sự. Trong luôn trong tính mặt nhạn. Có người nhạn, có người bạn. Trong luôn trong tính bạn. Ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Đó là câu 10 dứt về sang. Còn câu 1 thì dứt, câu 11 dứt về hò. Dòng phu dòng luôn trong tính chàng. Câu 12 cũng dứt về hò nhưng mà là ngoại. Lòng sinh chớ phủ phàng. Câu 13 thì về C. Chàng hỡi chàng có hay. Câu 14 về sang như là đêm thiếp nằm luôn những sầu Tây. Đến đây thì xin ngưng một chút để giải thích về chữ Tây. Chữ Tây đây là chữ riêng, nỗi niềm riêng Tây là riêng tư đó. Vậy thì Việt Nam mình cũng có cổ văn, tức là văn xưa, còn tân văn, tức là văn văn nay, tức là văn xưa và văn mới. Chứ các bạn trẻ mà nghe thì đừng hiểu lầm là cái bà này bà nằm với ông Tây. Bà nằm với ông Tây mà bà đang sầu Tây, bà giận ông Tây đó, thành ra bà sầu Tây thì khổ lắm. Sầu riêng tư, riêng đó, Tây đó. Sầu riêng tư. Chứ nếu mà các bạn trẻ cẩn thận khi dịch lại tiếng Anh hay tiếng Pháp, nếu mà hiểu như vậy là sai nghĩa đó. Còn câu 15 là dứt sàng. Không hiểu tại sao thì hai có hai sự cách biệt khi mà vọng cổ, mà ca vọng cổ sau này đó, câu 15 là về hò. Còn câu bên dạ cổ Hoài Lang thì người ta nói là chữ sàng, cho nên mình không biết hỏi ai bây giờ để kiểm chứng lại, nhưng mà thôi mình theo đó, số thanh đông. Nhớ thanh nhớ thanh học câu thứ 15 cũng là hò đó. Thì là về hò. Mà bây giờ thì họ lại làm chữ sàng. Ai cũng ghé về sàng hết, thì mình cũng xuống sàng luôn như người ta. Bao thuở đó đây sung dày. Câu 16 là dứt liêu mà về ngoại. Là duyên sắc cái cầm đừng lỡ phải. Câu 17 thì cũng dứt hò. Là nguyện chiếc cho chàng là về hò. Câu 18 thì lại về sang. Cho đặng chữ an bình an. Câu 19 là dứt sàng. Mau trở lại nhà đàn. Câu 20 thì dứt liêu về ngoại. Cho em nhà nghiệp đôi. Đó. Khi mà chúng ta nắm được căn bản đó rồi thì biết câu 1 sẽ về dứt chữ cống. Câu 2 thì dứt về sang. Câu 3 sẽ dứt về hò. Bây giờ còn đơn giản hơn nữa, đó là bài vọng cổ đó chỉ còn hát có bốn như câu. Là có 4 câu, 1, 2, rồi dứt, rồi cái qua 5, 6. Thì vậy thì mình cũng phải biết câu 5 về chữ gì. Câu 5 phải dứt xề, xề và câu 6 về chữ liêu. Mình, khi mình biết như vậy mình mới viết bài vọng cổ được chứ. Như là bài dạ cổ Hoài Lang biến thể nhịp tư, ông Tư Chơi đã tách ra từ cái câu từ là từ phu tướng ra thành 4 nhịp mà viết như thế này.
con nhãn đành là ngay chữ hò là tơ, là con nhãn đành là một rồi mới kiểu sương nơi ai bắt là ngay chữ cống là ở chữ tướng, tức là từ là từ phu tướng. Bây giờ có nhãn đành kêu sương nơi ải bắc, đó là hai, mình có hai nhịp mà bây giờ thành bốn nhịp. Còn câu hai nữa là én cam là dứt là ngay cái chữ báo kiếm, khóc hận phía trời nam là về chữ sang. Đó, bên bài Dạ Cổ lại lấy cái chữ sự lái lên sang là lên đàn, là cũng là sang luôn, cũng về sang luôn. Một thí dụ điển hình như vậy để người muốn viết vọng cổ nắm được cái công thức này. Bài Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa của nghệ sĩ Nam Nghĩa cũng đúng vậy. Đó. Câu 1 cũng phải về cái cống, phải không? Ở cái câu mà nghe gì, nghe giọng công phu nghe của đoàn sư dạy. Công phu của đoàn sư dạy. Đó, về chữ ca, tức là ca từ, thì như vậy. Còn yếu tố nhịp nữa, người viết phải biết mỗi câu có bao nhiêu nhịp. Thí dụ như là từ là từ phu tướng, vậy thì ta có hai nhịp. À, từ là từ phu tướng, vậy thì ta có hai nhịp mà ở phía đầu không có chữ nào hết, vì bắt đầu nhịp thì bằng cái chữ từ, đó, phải không? Cho nên còn lại một nhịp mà có tới bốn ca từ, vậy thì ta có một nhịp cái, tức là bốn nhịp con, có bốn nhịp con. Từ là từ phu tướng, từ là từ phu tướng. Đúng rồi. Là, có phải là bốn nhịp con không? Trong tiết tấu của nhịp thì chúng ta lại nên nhớ rằng khi nhịp đập xuống thì phải có nhịp nhấc lên, tức là nhịp dở lên, có phải không? Đúng rồi. Nhịp bốn bốn thì ta đếm như là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nhưng mà khi ta nghĩ đến nhịp nhấc lên thì sao? Thì ta phải ni nó bằng cách là đếm thêm chữ và ở trong đó. Ví dụ 1 và 2 và 3 và 4. One and two and three and four. Thì chúng ta sẽ thấy được cái hình thể, cái mô thức của nhịp như thế nào. Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tiếng Tự Động do Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh thực hiện. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại ngay trong giây lát.